Thưa quý vị, do ảnh hưởng của bão Coi-Nu tại Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc, các hãng hàng không đã phải điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay đến và đi sân bay Cao Hùng. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines điều chỉnh lịch bay đến đi từ Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc trong ngày 5 tháng 10 như hủy các chuyến bay VN587 từ Cao Hùng đến Hà Nội, VN581 từ Cao Hùng đến thành phố Hồ Chí Minh. Cùng ngày, các chuyến bay VJ885, VJ886 của hãng hàng không Vietjet chặng thành phố Hồ Chí Minh, Cao Hùng và ngược lại sẽ tạm dừng khai thác. Một số chuyến bay sẽ chịu ảnh hưởng dây chuyền. Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách có thể chủ động theo dõi thông tin về chuyến bay, lịch trình cụ thể trên website và ứng dụng điện thoại. Chiều nay, Bộ Tài chính tổ chức họp báo thường kỳ quý 3, thông tin nhiều nội dung quan trọng đang được dư luận và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp quan tâm. Tại buổi họp báo, nhiều vấn đề quan trọng đã được các đơn vị chuyên môn của Bộ Tài chính thông tin đến các cơ quan báo chí như đảm bảo hoạt động minh bạch của quỹ bình ổn giá xăng dầu, kho bạc nhà nước đẩy nhanh số hóa, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ thanh tra của Bộ Tài chính và tiến độ thực hiện kết luận thanh tra của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Liên quan đến tiến độ thực hiện kết nối dữ liệu mã số thuế cá nhân với dữ liệu dân cư thuộc đề án 06, đại diện Tổng cục Thuế khẳng định quá trình thực hiện đề án không ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế của nhân dân. Về cái việc mà có chồng chéo, có ảnh hưởng gì đến người dân hay không thì chúng tôi, trên quan điểm chúng tôi là không ảnh hưởng gì. Cập nhật của người dân hiện nay trong cái quản lý hành chính, thì trong đó có cả tích hợp cả những quản lý về mã số thuế thu nhập cá nhân hoặc là cơ quan bảo hiểm, về bảo hiểm y tế hay bảo hiểm xã hội, thì chúng tôi cho rằng là mỗi cơ quan đều có những quy định, quy tắc và cái khai thác cơ sở dữ liệu nó riêng và quy định pháp luật bảo vệ công dân, cho nên là không có cái việc để yêu cầu chồng chéo, và cái đấy là kết hợp và phải chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước với nhau. Tất cả những cái công dân khi sinh ra đều có mã định danh, và cái mã định danh này sau này nó là luôn là cái mã số thuế cá nhân. Về tiến độ hoàn thuế giá trị gia tăng, dù đến nay tiến độ hoàn thuế đã đạt trên 50%, tuy nhiên số lượng doanh nghiệp chưa được hoàn thuế vẫn còn rất nhiều và quá trình giải quyết còn nhiều vướng mắc. Bộ Tài chính cho biết đã rút kinh nghiệm về những chậm trễ, sai sót trong quá trình thực hiện và từ quý 4 năm nay sẽ ứng dụng công nghệ thông tin ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ, phân loại hồ sơ để đẩy nhanh tiến độ và hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót như hiện nay. Tôi cũng xác định là việc xây dựng cái tiêu chí hoàn thuế tích hợp tự động và sẽ ban hành trong quý 4 này và ứng dụng công nghệ thông tin trong cái việc là tiếp nhận hồ sơ và phân loại luôn tự động và điện tử luôn, chứ không có hiện nay thì cũng là tiêu chí là cũng do là con người và cũng do con người làm thủ công, cho nên là nó cũng bị ảnh hưởng trong cái phân loại hoàn thuế. Thì chính vì thế mà cái việc mà Bộ cũng chỉ đạo cái việc là cái ứng dụng công nghệ thông tin vào trong các cái phân loại hồ sơ này cũng là một cái giải pháp để cho đẩy thúc đẩy cái việc thực hiện cùng với các cái quy định pháp luật. Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng khẳng định sẽ nâng cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ thuế nhằm đảm bảo thông suốt và không có độ trễ trong công tác hoàn thuế, đảm bảo hoàn thuế kịp thời, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về vốn sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn như hiện nay. Tổ hợp ga Ngọc Hồi thuộc tuyến đường sắt đô thị Ngọc Hồi, Yên Viên của thành phố Hà Nội. Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thiện báo cáo đầu kỳ và đang làm việc lấy ý kiến của thành phố Hà Nội để hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt tiến độ dự kiến hoàn thành trong năm 2024. Việc tiếp tục bố trí vốn thực hiện dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng tổ hợp ga Ngọc Hồi và tiếp nhận diện tích đất đã giải phóng mặt bằng để đưa vào đầu tư sẽ được Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện ngay sau khi các quy hoạch và dự án có liên quan được phê duyệt. Hiện khu tổ hợp ga Ngọc Hồi đã được địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng khoảng 130 ha đất với tổng giá trị giải ngân 1.097 tỷ đồng. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hồ sơ để nghiên cứu triển khai, lập báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt đô thị số 1 đoạn Ngọc Hồi – Yên Viên. Sau vụ việc bắt cóc tống tiền trẻ em tại tỉnh Long An, Sở Giáo dục Đào tạo Long An đã khuyến cáo các bậc phụ huynh và thầy cô, nhà trường là cha mẹ nên đưa đón trẻ trực tiếp. Nếu không đưa đón trẻ được thì phải đăng ký cụ thể thông tin, hình ảnh, số điện thoại của người được ủy quyền đưa đón trẻ.
Sở Giáo dục và Đào tạo Long An yêu cầu giáo viên không giao trẻ cho người lạ khi chưa có thông báo của phụ huynh. Tuyên truyền phụ huynh không nên cho trẻ đeo nữ trang, mang tiền, điện thoại khi đến trường để phòng tránh việc người lạ trà trộn vào thời điểm đông người gây mất an toàn cho học sinh. Thường xuyên kiểm tra camera an ninh trong trường hợp để phát hiện camera nào bị hỏng, những góc khuất chưa hoặc không thể quan sát, phải chỉnh sửa kịp thời. Theo Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm của tỉnh Hậu Giang ước đạt 13,3%, tiếp tục dẫn đầu cả nước. Xếp thứ hai là tỉnh Bắc Giang với 12,25% và thứ ba là thành phố Hải Phòng với 10,08%. Trong 2 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hậu Giang đạt nhiều kết quả ấn tượng, bứt phá sau gần 20 năm thành lập tỉnh. Trong năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hậu Giang đạt 13,94%, vươn lên đứng đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long, đứng thứ tư cả nước. Trong 6 tháng đầu năm nay, tăng trưởng đạt 14,21%, đứng đầu cả nước. Kinh tế Việt Nam năm nay tăng trưởng cao hơn dự báo, nhưng vẫn còn nhiều thách thức ở phía trước cho Việt Nam và cả khu vực. Thông tin trên là nhận định của Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN Cộng 3 trong báo cáo cập nhật triển vọng kinh tế khu vực vừa công bố tại Singapore. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 được đánh giá lại ở mức 4,7%, cao hơn mức trung bình của khu vực ASEAN và mức dự báo đưa ra trước đó là 4,4%. Tuy nhiên, so với mức tăng trưởng của năm ngoái thì đây vẫn là sự sụt giảm với nguyên nhân chính là do xuất khẩu giảm. Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN Cộng 3 dự báo tăng trưởng của Việt Nam vào năm tới 2024 đạt 6%, vẫn cao hơn so với mức tăng trưởng bình quân của khu vực ASEAN là 5%. Lạm phát được dự báo tiếp tục tăng cùng với một số nguy cơ tiềm ẩn. Cũng theo cơ quan này, nhu cầu trong nước ổn định, sự hồi phục của xuất khẩu và du lịch sẽ là những động lực chính để cho khu vực củng cố đà tăng trưởng cho năm tới 2024. Thưa quý vị, huyện Khoái Châu là thủ phủ của giống chuối tiêu hồng, tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, những năm gần đây, sản lượng và chất lượng chuối đang giảm sút, giá thành không ổn định. Nhằm khắc phục các hạn chế này, thì thời gian qua, huyện Khoái Châu và các ngành chức năng tại tỉnh Hưng Yên đang thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng, thương hiệu, giá trị cho quả chuối tại địa phương. Chuối tiêu hồng Khoái Châu Hưng Yên được Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận đăng ký nhãn hiệu năm 2016. Thời điểm đó, toàn huyện Khoái Châu có 600 hectare trồng chuối với sản lượng 23.000 tấn trên một năm. Tuy nhiên, những năm gần đây, do bị sâu bệnh, thị trường bấp bênh, diện tích và sản lượng chuối của huyện suy giảm. Một số địa phương ngoài bãi, diện tích giảm 1/3 so với năm 2016. Bệnh của chuối phát ra, cái diện tích gia đình nó đang rất là lớn. Thế mình làm thì thực tế bây giờ cũng không thay đổi sang cây khác được. Thì mình vẫn cứ phải giữ cái mức ổn định. Giờ nhất là mình không tìm được ra cái giống mới. Cái điều kiện, cái thời tiết của bây giờ là nó cũng khó khăn hơn ngày trước. Chất lượng quả chuối của mình nói chung là nếu mà làm đúng quy trình của nó thì là chất lượng nó đảm bảo để xuất ra thị trường. Xác định cây chuối vẫn là một trong những cây trồng chủ lực cho các diện tích đất bãi của địa phương. Năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt đề án tiếp tục phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025, giao Sở Công Thương Hưng Yên là cơ quan chủ trì thực hiện. Trong đó, năm 2023, sản lượng chuối tiêu hồng của huyện Khoái Châu được xác định là một trong những sản phẩm chủ lực được hỗ trợ phát triển thương hiệu. Các hoạt động cụ thể như thiết kế và lắp đặt biển quảng cáo ngoài trời, quảng bá nhãn hiệu, thiết kế hệ thống nhận diện và bao bì tem nhãn, đưa sản phẩm tham gia các hội chợ, triển lãm giới thiệu, tổ chức các lớp huấn luyện nâng cao nhận thức và năng lực cho người dân. Chúng tôi cũng thường xuyên liên hệ với phòng nông nghiệp của huyện cũng như chi cục bảo vệ thực vật kết hợp với các công ty cung ứng phân bón về hướng dẫn cách chăm bón cho bà con, tổ chức những cái lớp tập huấn để bà con nắm bắt được, hướng dẫn trực tiếp cho bà con áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ chăm sóc tốt hơn để nâng cao cái hiệu quả cho cây chuối. Đối với cái nhãn hiệu chứng nhận chuối tiêu hồng Khoái Châu thì liên quan ở cái công tác quản lý nhãn hiệu chứng nhận của Ủy ban dân huyện, thứ hai là về khâu quy hoạch và tổ chức sản xuất, thứ ba là các cái công cụ truyền thông quảng bá để mà đẩy mạnh sự xuất hiện của sản phẩm chuối tiêu hồng Khoái Châu, công tác truyền thông, tham gia các cái hội chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm, in ấn về bao bì, tem nhãn, ứng dụng về chuyển đổi số trong công tác quảng bá. Đây là một trong những yếu tố then chốt để giúp cho cái nhãn hiệu chứng nhận, cái thương hiệu chuối tiêu hồng Khoái Châu có thể được phát triển mạnh mẽ trên thị trường. Việc hướng dẫn người dân áp dụng khoa học công nghệ, quy trình canh tác, nâng cao năng lực, kiến thức về sở hữu trí tuệ và nhãn hiệu chứng nhận, cách thức định vị sản phẩm, bảo vệ nhãn hiệu tập thể sẽ góp phần giải bài toán làm sao để chuối tiêu hồng Khoái Châu có chỗ đứng trên thị trường hội nhập.
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo nếu lớp có học sinh không tham gia môn tự nguyện thì trường không được xếp lịch môn tự nguyện vào giờ chính khóa. Cụ thể, việc sắp xếp thời gian biểu học tập được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu, nhà trường không được gây quá tải, không được ép học sinh tham gia, không được xếp lịch các hoạt động giáo dục tự nguyện vào giờ học chính khóa nếu trong giờ học có những học sinh không có nhu cầu đăng ký tham gia. Việc sắp xếp cần linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng trường, số lượng đăng ký của học sinh từng lớp để tạo điều kiện thuận lợi cho người học, nhưng phải bảo đảm không ảnh hưởng đến các học sinh khác. Đối với những học sinh không đăng ký, nhà trường có thể sắp xếp cho học sinh tham gia các câu lạc bộ, hoạt động khác phù hợp do giáo viên nhà trường thực hiện trong cùng khung giờ. Từ năm 2016 đến nay, các thí sinh sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS 4.0 trở lên được miễn thi tốt nghiệp môn tiếng Anh và quy đổi tương đương 10 điểm khi xét tốt nghiệp trung học phổ thông. Quy định này đã góp phần khuyến khích phong trào học tiếng Anh trong giới trẻ, nhưng cũng còn tồn tại một số bất cập. Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây cho biết sẽ đánh giá lại việc ưu ái chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm tới. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc quy đổi trình độ IELTS sang khung tham chiếu châu Âu thì 4.0 IELTS nằm trong khung B1 phù hợp với trình độ học sinh học xong cấp phổ thông trung học. Tuy nhiên, ngay từ thời điểm áp dụng quy định từ năm 2016 đến nay, có nhiều ý kiến cho rằng mức điểm này tương đối dễ dàng và cần nâng mức điểm cho phù hợp. 4.0 được quy ra 10 điểm thì theo em nghĩ là bây giờ thì em thấy bảo là điểm trung bình IELTS của Việt Nam là 6.5 thì em nghĩ là nên là 4.0 chưa nên được quy ra điểm 10, nên ý là nó chỉ được cộng thêm điểm thôi, chứ điểm 10 ấy, thì em nghĩ là vẫn không hợp lý lắm. Theo em thì Bộ Giáo dục không công nhận điểm IELTS 4 chấm thì nó cũng là một quyết định khá là đúng đắn, tại vì em nghĩ là Bộ Giáo dục nên nâng thành tầm 5 chấm thì sẽ phù hợp hơn. Theo thống kê, tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, cả nước có gần 47.000 thí sinh được quy đổi điểm 10 và miễn thi môn tiếng Anh, tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Điều này được cho là thiếu công bằng với các thí sinh vùng sâu vùng xa, nơi không có điều kiện thuận lợi để học tiếng Anh. Bên cạnh đó, việc công nhận chứng chỉ IELTS để miễn thi cũng nảy sinh một số bất cập trong hoạt động quản lý thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tại nhiều địa phương. Do đó, việc Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ nghiên cứu, đánh giá để điều chỉnh việc này nhận được sự đồng tình của nhiều chuyên gia. Cái điểm thi IELTS và điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông nó là hai cái thang khác nhau. Thứ hai nữa là với đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông có thể là nó đánh giá nó giống như là một cái chuẩn tối thiểu để đo về cái năng lực của các em. Trong khi là chỉ số các cái điểm số IELTS thì là nó là cả 4 cái kỹ năng nghe nói đọc viết. Và vì vậy khi mà quy đổi ra thì có thể là nó cũng sẽ không công bằng đối với cả một số những cái học sinh này và lại có thể là làm lợi hơn cho một số những học sinh khác. Và khi mà chúng ta thấy rằng là sử dụng cái điểm số IELTS để mà quy đổi điểm ấy thì cũng có thể là không tạo cái sự công bằng về mặt cơ hội cho rất nhiều những học sinh ở những cái vùng khó, những cái vùng sâu xa. Đấy là một cái chứng chỉ mà theo tôi là có tính chất quốc tế và hoàn toàn tin tưởng. Không nên nghi ngại gì. Chỉ có một cái điều là sử dụng cái chứng chỉ này đến mức nào thì đấy là việc của chúng ta. Thứ nhất, chẳng hạn, thay cho điểm môn ngoại ngữ, đúng không? Thay cho điểm môn ngoại ngữ thì nó là thay như thế nào cho nó hợp lý. Chưa hẳn bộ đã bỏ đâu, nhưng mà có thể thay đổi lại, đúng không? Cái trọng lượng của các cái chứng chỉ IELTS này với cái điểm môn ngoại ngữ thi tốt nghiệp thì theo tôi là như vậy là hợp lý hơn. Việc mà bộ xem xét là có hay không thì cái đấy là thuộc quyền của bộ, nhưng tôi nghĩ rằng đối với học sinh thì kể cả việc bộ có xem xét cái chứng chỉ này hay không thì chúng ta cũng vẫn nên học IELTS, bởi vì đấy là mang lại kiến thức cho riêng mình ở một mặt nào về các cái kiến thức mà chúng ta nắm được về tiếng Anh sau này cũng rất là cần. Nó chính là cầu nối, là chìa khóa để mà chúng ta tiến ra xa hơn, tiếp cận được với nhiều những cái văn minh tiên tiến của khoa học và kỹ thuật trên thế giới. Rõ ràng, việc học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế luôn có ưu thế và cần được ghi nhận. Tuy nhiên, với sự thay đổi của tình hình mới, cũng cần có sự đánh giá và điều chỉnh để vừa khuyến khích việc học ngoại ngữ, vừa đảm bảo tính khách quan, công bằng và hiệu quả.
Sáng nay tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra lễ trao học bổng của doanh nghiệp Việt Nam dành cho các sinh viên Campuchia có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường đại học của Việt Nam. Các học bổng bằng tiền mặt, mỗi suất trị giá 1.440 đô la Mỹ đã được đại diện công ty Medphone, công ty con của tập đoàn Viễn thông Viettel tại Campuchia, trao tặng để vinh danh 10 sinh viên Campuchia có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn có thành tích và kết quả tốt trong quá trình theo học tại các trường đại học của Việt Nam, chủ yếu là Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Trà Vinh. Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Huy Tăng đánh giá cao thành tích học tập và nỗ lực vượt khó của các sinh viên được trao học bổng, đồng thời ghi nhận sự quan tâm đóng góp, hỗ trợ kịp thời và đầy ý nghĩa của các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã đồng hành cùng các sinh viên Campuchia có hoàn cảnh khó khăn theo học tại Việt Nam. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức lễ hội, quảng bá hình ảnh, thu hút du khách, phục hồi và phát triển du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng chỉ đạo Ban Quản lý Khu Du lịch Thác Bản Dốc thực hiện không thu phí đối với du khách tham gia lễ hội du lịch Thác Bản Dốc năm 2023. Lễ hội được tổ chức với nhiều hoạt động như lễ rước nước cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, không gian trưng bày giới thiệu sản vật, đặc sản ẩm thực, hoạt động thể thao, trò chơi dân gian. Trong khuôn khổ lễ hội Thác Bản Dốc năm 2023 còn có màn công diễn hát then đàn tính của 1.000 người với chủ đề cội nguồn và bản sắc then tính Cao Bằng. Lễ hội Thác Bản Dốc năm 2023 là dịp để tỉnh Cao Bằng tiếp tục quảng bá tới du khách những danh thắng nổi tiếng như Thác Bản Dốc, Chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Dốc, Động Ngườm Ngao, Núi Mắt Thần, khu di tích lịch sử văn hóa làng du lịch cộng đồng. Bệnh viện Nhi Trung ương vừa đưa ra cảnh báo về hình thức lừa đảo mới xuất hiện tại một số quầy thanh toán viện phí của bệnh viện do các đối tượng xấu lợi dụng việc quét mã QR để thanh toán nhanh chóng, thuận tiện nên đã thực hiện dán QR giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngay sau khi phát hiện, bệnh viện đã nhanh chóng gỡ bỏ các mã QR lừa đảo trái phép này, đồng thời tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn người nhà, người bệnh thực hiện đúng các quy định về thanh toán viện phí, phối hợp và báo cáo cơ quan chức năng để giải quyết và xử lý kịp thời. Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo, người dân khi đưa con đến thăm khám và điều trị tại bệnh viện, cần cảnh giác với các mã QR lừa đảo được dán bên ngoài các quầy thanh toán và không quét mã khi chưa có sự hướng dẫn của nhân viên bệnh viện tại các quầy thanh toán. Cơ quan Công an tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc điều tra vụ việc xảy ra vào rạng sáng nay, mùng 5 tháng 10, hai nữ công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi bị nhóm đối tượng hành hung và dùng súng bắn vào chân hai nạn nhân trong khi đang làm việc tại khu vực trung tâm thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Khoảng hơn 1 giờ sáng ngày 5 tháng 10, khi đang làm vệ sinh trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, chị Lê Thị Minh Khải và Võ Thị Lưu bị một số thanh niên đi đường vô cớ hành hung và dùng súng bắn vào chân. Sau khi tấn công hai nạn nhân, nhóm thanh niên bỏ đi, hai nữ công nhân bị thương mất nhiều máu được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng. Kết quả chụp phim cho thấy đùi và bắp chân của hai nữ công nhân đều có đạn găm sâu. Hiện lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, truy tìm nhóm nghi phạm này. Sau vụ nhà xe Thành Bưởi va chạm với xe khách 16 chỗ trên quốc lộ 20 tỉnh Đồng Nai, làm 5 người chết, 4 người bị thương, Thủ tướng Chính phủ đã ra công điện yêu cầu kiểm tra toàn diện các nhà xe liên quan. Sáng nay mùng 5 tháng 10, đoàn kiểm tra của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với nhà xe Thành Bưởi. Đợt kiểm tra kéo dài từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2023. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô theo quy định của Nghị định 10/2020. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua quá trình theo dõi kiểm tra, nhà xe Thành Bưởi là một trong những đơn vị vận tải có nhiều lần vi phạm. Vì vậy, trước đó vào ngày 12 tháng 9, Sở đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với 3 đơn vị kinh doanh vận tải, gồm Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Thành Bưởi, Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Thiên Ý, Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch Thương mại Vận tải Hòa Hảo. Sau vụ tai nạn nghiêm trọng trên quốc lộ 20 làm 5 người chết liên quan đến nhà xe Thành Bưởi, việc kiểm tra được triển khai sớm hơn và mở rộng thêm một số nội dung khác.
Ngày 4 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam. Qua quá trình điều tra, Công an thành phố Hà Nội làm rõ trong các năm 2005 và 2011, Nguyễn Thanh Giang khi đó là Tổng Giám đốc VEAM đã chỉ đạo Hồ Mạnh Tuấn, lúc đó là Trưởng phòng Kỹ thuật VEAM, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VEAM Korea giai đoạn 2003-2009, lập các báo cáo tờ trình mua 305 bộ khuôn dập cabin xe ô tô SV110 không đúng các quy định của pháp luật về việc đầu tư mua tài sản cố định của doanh nghiệp nhà nước. Toàn bộ số tài sản trên sau khi được mua về do không có giá trị sử dụng nên đắp chiếu từ đó đến nay gây lãng phí số tiền của nhà nước là gần 27 tỷ đồng. Tối qua mùng 4 tháng 10, hai nguyên phó giám đốc trung tâm đăng kiểm đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra hành vi nhận hối lộ và môi giới hối lộ trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Cao Anh Tuấn, nguyên phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8102D giai đoạn từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021, Hoàng Nam Đàn, nguyên phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8102D từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 11 năm 2022 và Trần Xuân Hải, đối tượng môi giới hối lộ. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến năm 2022, Cao Anh Tuấn và Hoàng Nam Đàn đã lợi dụng chức vụ để nhận tiền của các chủ phương tiện và Trần Xuân Hải để làm khống hồ sơ cải tạo xe cơ giới, nghiệm thu cải tạo trái quy định để hưởng lợi bất chính. Số tiền mà các đối tượng nhận được từ 6 triệu đến 10 triệu đồng trên một xe. Hiện Công an thành phố Pleiku đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Nhật Bản, Hàn Quốc đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao sau 9 năm. NATO hối thúc tăng cường sản xuất vũ khí. Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chang Ho-jin hôm nay đã có cuộc gặp với người đồng cấp Nhật Bản Masaraka Okano tại Seoul, Hàn Quốc nhằm đối thoại về các vấn đề chiến lược giữa hai bên. Đây là cuộc đối thoại chiến lược cấp thứ trưởng đầu tiên giữa hai nước sau 9 năm. Cuộc đối thoại chiến lược đầu tiên giữa hai nước được tổ chức vào năm 2005 nhưng đã bị dừng lại vào năm 2014 do quan hệ căng thẳng. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết hai bên dự kiến sẽ thảo luận về thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương cũng như các vấn đề toàn cầu và khu vực, trong đó đặc biệt quan tâm đến tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Đầu năm nay, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tuyên bố sẽ khởi động lại ngoại giao con thoi trước đây với các chuyến thăm thường xuyên của lãnh đạo hai nước. Hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc đã có cuộc gặp đầu tiên hồi tháng 3 năm nay sau 12 năm gián đoạn và có cuộc gặp ba bên Mỹ-Nhật-Hàn đầu tiên tại Mỹ hồi tháng 8. Người đứng đầu Ủy ban quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Rob Bauer hôm qua kêu gọi tăng cường sản xuất vũ khí và đạn dược bởi kho vũ khí của khối này đã chạm đáy do cuộc xung đột ở Ukraine. Phát biểu tại khai mạc diễn đàn an ninh Warsaw ở Ba Lan, người đứng đầu Ủy ban quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nêu rõ, dù ngân sách cho quân sự đã tăng theo từng năm, nhưng ngành công nghiệp vũ khí của NATO lại không tăng khả năng sản xuất. Về cơ bản, chúng tôi cần sự hỗ trợ liên tục từ cấp độ chính trị, vì đó không chỉ là câu chuyện về tài chính. Chính hành động của các quốc gia cũng tạo điều kiện để có được lực lượng sẵn sàng hơn và tạo ra những khả năng mà chúng ta cần. Thực sự là trong 7 năm trước cuộc chiến, ngân sách đã tăng lên nhưng ngành công nghiệp vũ khí không tăng năng lực sản xuất. Điều này đã dẫn đến giá vũ khí ngày một tăng cao, kể cả trước khi xung đột tại Ukraine xảy ra. Ông Bauer cũng cho biết, việc NATO hỗ trợ vũ khí cho Ukraine trong khi lực lượng vũ khí mới không được nhập vào đã khiến kho vũ khí chạm đáy. NATO kêu gọi ngành công nghiệp vũ khí của khối này tăng cường sản xuất với nhịp độ cao hơn và khối lượng lớn hơn nữa. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trước đó thông báo, NATO đã nhất trí với các công ty sản xuất vũ khí về các hợp đồng khung trị giá 2,4 tỷ euro, tương đương khoảng gần 3 tỷ đô la Mỹ, giúp các nước thành viên NATO bổ sung kho vũ khí của mình, đồng thời có thể tiếp tục cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine. Liên quan đến vụ tai nạn xe buýt thảm khốc xảy ra ngày 3 tháng 10 ở ngoại ô thành phố Venice của Italia, nhà chức trách Italia đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 21 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Thống đốc vùng Veneto ông Luca Gaia nhấn mạnh,
Căn cứ vào thông tin thu thập từ một số nhân chứng và hình ảnh trích xuất camera giao thông, nhà chức trách nhận định tài xế có thể đã gặp vấn đề về sức khỏe và mất khả năng kiểm soát. Hiện cơ quan chức năng đang thu thập thông tin từ thiết bị camera hành trình của xe buýt gặp nạn và tiến hành cuộc điều tra toàn diện. Giới chức sở tại cho biết xe buýt đã lao qua lan can và trượt khỏi cầu vượt tại quận Metre, sau đó rơi xuống mặt đất từ độ cao hơn 10 mét và bốc cháy. Vụ tai nạn xảy ra vào tối 3 tháng 10 khi toàn đoàn đang trong hành trình từ Venice trở về một khu cắm trại Marghera gần đó. Cơ quan chức năng đã xác định được quốc tịch của tất cả các nạn nhân xấu số. Thủ tướng Italia đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. Ủy ban Giám sát Trung cấp Bộ trưởng thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC Cộng hôm qua đã khuyến nghị các nước thành viên duy trì chiến lược cắt giảm sản lượng hiện nay sau khi hai nước xuất khẩu hàng đầu là Ả Rập Xê Út và Nga tuyên bố tiếp tục chính sách cắt giảm sản lượng để giữ giá. Giá dầu đã khôi phục trong những tháng gần đây và lên khoảng 100 đô la Mỹ một thùng trong tuần trước sau khi Nga và Ả Rập Xê Út giảm sản lượng hàng triệu thùng. Dù vậy, giá dầu thô có dấu hiệu giảm trong những ngày gần đây, khi các thị trường đều lo ngại tăng trưởng kinh tế đang chậm lại, Mỹ và Liên minh châu Âu EU duy trì lãi suất ở mức cao. Trong thông báo đưa ra sau hội nghị trực tuyến của Ủy ban Giám sát Trung cấp Bộ trưởng OPEC Cộng cho biết, Ủy ban này tái khẳng định các nước thành viên cần tiếp tục duy trì chiến lược giảm sản lượng tới cuối năm 2024. Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm qua tiếp tục đề xuất cấm bán thuốc lá cho thanh thiếu niên. Theo đó, trong thời gian tới, nước Anh có thể cấm bán thuốc lá cho người dưới 14 tuổi. Ngoài ra, theo quy định mới, để khuyến khích người dân không hút thuốc lá, chính quyền sẽ cấp phát miễn phí bộ dụng cụ tương tự thuốc lá điện tử và triển khai chương trình phiếu thưởng khuyến khích phụ nữ mang thai bỏ thuốc lá. Trước đó, hồi cuối tháng 9 vừa qua, ông Sunak cũng cho biết đang cân nhắc chính sách nhằm ngăn cản thế hệ sinh sau năm 2008 tiếp cận với thuốc lá. Theo Thủ tướng Anh, ông muốn khuyến khích nhiều người bỏ thuốc lá hơn và đạt được tham vọng trở thành quốc gia không khói thuốc vào năm 2030. Trước Anh, New Zealand năm ngoái cũng công bố quy định cấm bán thuốc cho người dưới 14 tuổi. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã chỉ thị cho các bộ trưởng liên quan thành lập quỹ du lịch để hỗ trợ Indonesia phát triển ngành du lịch đẳng cấp thế giới. Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia Sandiaga Uno cho biết quỹ du lịch nhằm hỗ trợ du lịch chất lượng và bền vững ở Indonesia. Quỹ du lịch ở Indonesia sẽ được bắt đầu với cơ chế quản lý tốt và ưu tiên du lịch bền vững, chất lượng. Khách du lịch đến thăm Indonesia sẽ không chỉ được đo lường bằng số lượng mà còn bằng chất lượng kỳ nghỉ. Hiện chính phủ Indonesia đang lên kế hoạch thành lập nhóm đặc trách để xác định cơ chế hoạt động của quỹ du lịch. Theo Bộ trưởng Uno, Indonesia sẽ xem xét tiến độ của các quốc gia khác có thể tổ chức các sự kiện chất lượng quốc tế bằng quỹ du lịch. Indonesia cũng sẽ tìm cách trang trải quỹ du lịch mà không tạo gánh nặng cho ngân sách nhà nước và nguồn quỹ phải bền vững. Chuyển sang một số thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường lệch đông kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, nên từ chiều tối và đêm nay đến sáng mai, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, có nơi mưa to. Sau đây sẽ là thông tin chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước. Và những thông tin thời tiết này cũng sẽ khép lại bản tin Nhịp sống hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Riêng vùng núi, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ.
Khu vực Nam Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối nay và mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ.